Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin mới nhất trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong đó có nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới. Bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc với các tin tức mới nhất cập nhật từ báo chí Trung Quốc và thế giới, cùng với các bình luận nhận định của các chuyên gia học giả quốc tế. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bão số 4 thổi bay nhà xưởng ở Trung Quốc, mưa lớn tại nhiều khu vực Trung Quốc báo động vàng, Trung Quốc dùng thuốc nổ để phá đê xả lũ. Đập Tam Hiệp chuẩn bị đón đợt lũ thứ tư. Bão nhiệt đới số 4 với sức gió lên đến 119 km/h đổ bộ vùng ven biển tỉnh Phúc Kiến vào sáng ngày thứ ba. Một video đăng tải trên truyền thông Trung Quốc cho thấy bão kèm theo gió mạnh thổi bay một khu nhà xưởng của nhà máy ở thành phố Long Hải, tỉnh Phúc Kiến trong vài giây. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng sợ, một phần của nhà máy ở Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc bị bão số 4 thổi bay trong chớp mắt. Tân Hoa Xã cho hay bão số 4 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào sáng thứ ba, mang theo mưa xối xả và gió mạnh lên đến 119 km/h ở gần tâm bão. Những cơn mưa lớn làm đổ cây cối và nhà cửa, nhiều khách du lịch bị mắc kẹt ở thành phố Trương Châu và Hạ Môn. Tại một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc ở Trương Châu, hàng chục phương tiện phải tránh trú gió lớn bên vệ đường. Ở một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc khác trong thành phố, hai cảnh sát đứng trước một cây đổ để cảnh báo nguy hiểm. Mái của một số ngôi nhà gỗ tại một địa điểm du lịch ở Trương Phố bị xé toạc trong bão dữ. Trong khi tổng cộng 30 du khách bị mắc kẹt tại điểm tham quan này, cho đến nay tất cả họ đã được sơ tán đến nơi an toàn. Mưa to gió lớn đã làm gián đoạn giao thông địa phương, một số đoàn tàu đã được lệnh dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Sân bay quốc tế Cao Khi ở Hạ Môn đã hủy 51 chuyến bay đi vào hôm thứ ba và hơn 30 chuyến bay trong sáng ngày hôm sau. Các chuyến phà chở khách được lệnh tạm dừng dịch vụ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Văn phòng kiểm soát lũ lụt tại Hạ Môn cho biết hơn 5.600 tàu cá được thả neo và hơn 3.200 người phải sơ tán vào đất liền. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Ba đưa ra cảnh báo màu vàng cấp 4, cấp thấp nhất đối với bão số 4. Mặc dù bão số 4 suy yếu trong ngày thứ Tư, song ông Jiang Guen, quan chức Sở Thủy lợi tỉnh Phúc Kiến cho biết một số khu vực của tỉnh sẽ phải hứng chịu những trận mưa như chút nước. Mưa lớn đã trút xuống hơn 80 thành phố và quận huyện ở Phúc Kiến. Từ 6 giờ sáng ngày thứ Ba đến 11 giờ sáng ngày thứ Tư, Trương Phố hứng chịu lượng mưa trên 170mm. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cứu hộ thiên tai. Là cơn bão số 4 ở Trung Quốc và là cơn bão thứ hai đổ bộ vào các khu vực ven biển phía đông trong tuần qua. Tuần trước, cơn bão số 4 trong năm nay ở Trung Quốc đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang với sức gió 137km/h, gần tâm bão. Các nhà chức trách Trung Quốc đã phải đưa ra báo động màu vàng trước tình trạng mưa lớn đang hoành hành ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc trong hai ngày tới. Sở Thủy lợi Hà Bắc cũng đã ban hành cảnh báo lũ quét trong những ngày sắp tới. Tân Hoa Xã đưa tin, thành phố Hàm Đan của tỉnh Hà Bắc có hứng lượng mưa lên đến 100mm chỉ trong vài giờ ngày thứ Tư. Một số thị trấn ở Cù Châu chịu lượng mưa tương tự, khiến cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương phải khuyến cáo người dân đề phòng nguy hiểm và đảm bảo an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông và Quản lý Đô thị cũng kích hoạt các kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét các hố thoát nước hiểm nhằm tránh nước mưa ngập úng ở đường phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác ở tỉnh Hà Bắc, trong đó có thủ phủ Thạch Gia Trang và Hình Đài ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc Tây Nam Trung Quốc. Mưa lớn buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng và nhiều tuyến đường tê liệt. Mưa triền miên từ tối thứ hai ở tỉnh này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Cuộc sống của khoảng 107.000 người bị xáo trộn với 14 con sông trên địa bàn ngập ứ nước. Tại Bắc Kinh, giới chức thành phố này đã tiến hành kiểm tra các trạm bơm đóng cửa các công viên và cảnh báo cư dân trong bối cảnh thủ đô của Trung Quốc chuẩn bị đón trận mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu mùa lũ năm nay. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh, đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố cho biết đã bắt đầu ứng phó cấp cao nhất với mưa lũ, đặt 3.090 người lao động trong trạng thái sẵn sàng xử lý với bất cứ lợi lũ nào do mưa lớn gây ra. Công ty thông báo hôm thứ Tư rằng đã kiểm tra các cơ sở thoát nước của thành phố, bao gồm các trạm bơm và cống thoát nước trên đường phố. Các trạm bơm đã được lệnh xả các bể chứa nước để chuẩn bị đón mưa lớn. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh ban hành cảnh báo màu vàng từ thứ Ba với mưa bão, dự báo những cơn mưa thứ chút nước xảy ra vào ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm, ảnh hưởng tới khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Người dân Bắc Kinh đã nhận được tin nhắn từ văn phòng kiểm soát lũ lụt của thành phố từ trưa thứ Ba, khuyến cáo tránh ra ngoài và làm việc tại nhà nếu có thể. Thủ đô của Trung Quốc cũng tạm thời đóng cửa các công viên và địa điểm du lịch trong ngày thứ Tư do lo ngại về an toàn. Sở làm vườn và cây xanh Bắc Kinh cho hay, các công viên trong đó có Di Hòa Viên, công viên Thiên Đàn và sở thú Bắc Kinh đều đóng cửa. Thời gian mở cửa của các địa điểm thu hút du khách này sẽ được thông báo sau. Theo Trung tâm Quản lý Công viên Đô thị Bắc Kinh, du khách có thể hủy vé và nhận tiền hoàn lại trực tuyến. Sở làm vườn và cây xanh Bắc Kinh cũng tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn ở khu vực đô thị và vùng núi. Tất cả các dự án cảnh quan, ngoại trừ những dự án trong điều kiện đặc biệt, được lệnh tạm dừng hoạt động và công nhân được yêu cầu trú ẩn ở những địa điểm an toàn.
Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nguy hiểm nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Khoảng 20 giờ 16 tối ngày thứ tư theo giờ địa phương, chính quyền thành phố Miên Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải cho nổ một đoạn để nhằm giảm áp lực từ nước lũ. Theo đó, khoảng 160 kg thuốc nổ được dùng để phá đoạn đê có chiều dài 15 m tại địa phận An Xuyên thuộc thành phố Miên Dương. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã cho sơ tán các hộ dân sống xung quanh con đê đến nơi an toàn. Bí thư thôn Vũ Hà thuộc địa phận An Xuyên, ông Bành Trị Cẩm trả lời phỏng vấn QQ cho biết: có nhiều thôn dân sống cách kè sông chỉ 60 m. Trước mắt chúng tôi đã khẩn trương di rời hơn 1.800 người tới nơi an toàn. Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc sáng thứ Năm thông báo, đợt thiên tai kéo dài từ đầu tháng tới nay ở nước này đã khiến hơn 63,4 triệu người chịu ảnh hưởng, hơn 54.000 công trình bị phá hủy, 219 người thiệt mạng và mất tích. Ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ gây ra đã lên tới gần 179 tỷ nhân dân tệ, hơn 25,7 tỷ đô la. Theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến sẽ đón đợt lũ mới, đợt lũ thứ tư vào ngày thứ sáu sắp tới. Theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt mức 50.000 mét khối mỗi giây. Sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Trường Giang, hồ chứa đập Tam Hiệp đã xả nước hai lần vào ngày thứ ba đến ngày thứ tư để chuẩn bị đón đợt lũ thứ tư trong năm nay. Ủy ban yêu cầu Sở Thủy lợi các tỉnh và thành phố dọc sông Trường Giang bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thiểm Tây tăng cường hơn nữa công tác dự báo lũ lụt và cảnh báo sớm, đồng thời tập trung vào việc kiểm soát lũ của các sông vừa và nhỏ. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Từ sáng thứ Tư đến sáng thứ Năm, thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc đã xảy ra đợt mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay. Ở Bắc Kinh, mưa chủ yếu tập trung vào đêm, lượng mưa lớn nhất là 156,6mm. Còn tại khu mới Hồng An, tỉnh Hà Bắc, lượng mưa lớn nhất đo được lên đến 241mm. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS thông báo cường độ trận động đất là 6,1 độ Richter ở độ sâu khoảng 10 km. Tân Hoa Xã dẫn tin từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cung cấp số liệu về cường độ lên tới 6,5 độ Richter. Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin tâm chấn của trận động đất tại huyện Lỗ Điện thuộc thành phố Chi Lâu Thông của tỉnh Vân Nam. Khoảng 265.900 dân sinh sống tại 7 thị trấn thuộc huyện Lỗ Điện. Các tỉnh lân cận như Quý Châu và Tứ Xuyên cũng ảnh hưởng của địa chấn. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà hư hại nặng nề trong trận động đất, người dân đào bới các đống gạch đá để tìm người sống sót. Theo Reuters, ít nhất 381 người thiệt mạng trong vùng ảnh hưởng của địa chấn. Huyện Lỗ Điện là địa phương hứng chịu thương vong lớn nhất với 120 người thiệt mạng, hơn 180 người mất tích và ít nhất là 1.881 người bị thương. Chính quyền cho hay hơn 12.000 ngôi nhà tại đây đã sụp đổ và 30.000 ngôi nhà khác hư hại nặng. Sinh viên Mahao, tình nguyện viên cứu hộ tại thị trấn Long Tushan đã giúp lực lượng cứu hộ tìm thấy hơn 40 người chơi tới các lớp gạch đá. Chúng tôi không có thời gian dành các thi thể, chúng tôi phải giúp những người còn sống trước, anh nói. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc phát thông báo mưa xuất hiện trong khu vực động đất trong 3 ngày tới. Tôi thấy nhà cửa rung lắc mạnh, một số đồ vật nhỏ trên kệ rơi hết xuống đất, mọi người chơi nói. Người dân bỏ chạy ra đường sau khi các tòa nhà bắt đầu rung lắc. Chính quyền địa phương đã cắt nguồn điện sinh hoạt. Do trận động đất ảnh hưởng đến hệ thống viễn thông nên việc liên lạc đến hiện trường bằng di động rất khó khăn. Cô Malia, người dân huyện Lỗ Điện, mô tả đường phố tan hoang như bãi chiến trường. Sau khi bị dội bom, cơn địa chấn quá khủng khiếp, hậu quả sau đó còn tồi tệ hơn nhiều so với trận động đất 2 năm trước đây. Tôi chưa bao giờ thấy trận động đất mạnh như vậy. Bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy thiệt hại, cô Ma nói. Cô Ma đang rất lo lắng cho gia đình người em họ của cô, sống tại thị trấn Long Tushan cũng là vùng chịu ảnh hưởng nặng. Tôi hy vọng họ vẫn an toàn, họ không trả lời điện thoại của tôi. Lở đất đá vùi lấp những đường dẫn đến thị trấn Long Tushan trước khi động đất xảy ra. Ông Chen Guyong, người đứng đầu thị trấn Long Tushan cho biết rất nhiều tòa nhà đã sụp đổ. Chính quyền đang xác định con số thương vong, cảnh sát, đội cứu hộ và lính cứu hỏa đang đổ xô đến các vùng ảnh hưởng. Chính phủ Trung Quốc đã gửi 2.000 túp lều, 3.000 giường gấp, 3.000 chiếc màn và 3.000 áo khoác tới vùng thảm họa để hỗ trợ người dân. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV nói đây là trận động đất lớn xảy ra ở Vân Nam. Trong 20 năm qua, khu vực Tây Nam Trung Quốc thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1974, một trận động đất 6,8 xảy ra ở đây, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Vào tháng 8 năm 2008 tại tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra một trận động đất 8 độ Richter, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, gây thiệt hại lớn ở địa phương này và các vùng lân cận. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.